Quý vị và các bạn thân mến, trước khi tham gia chính trường, Nguyễn Cao Kỳ là một tướng lĩnh không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu tướng và trở thành thủ tướng của nước Việt Nam Cộng Hòa trong chính phủ quân sự từ năm 1965 đến năm 1967. Sau đó ông làm phó tổng thống cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong các chính phủ dân cử trước khi nghỉ chức này năm 1971. Sự kiện 30 tháng 4, tướng Nguyễn Cao Kỳ chọn con đường lưu vong ngoại quốc. Năm 2004, Nguyễn Cao Kỳ đột nhiên muốn trở về Việt Nam, từ bỏ những quan điểm chống nhà nước Việt Nam, đồng thời kêu gọi hòa bình và hòa giải. Quyết định quay về quê hương của ông đã gây chấn động trong và ngoài nước, khiến cho một số phần tử lưu vong chống chế độ phản ứng vô cùng quyết liệt. Tại sao họ lại phản ứng như vậy? Trong quá khứ, Nguyễn Cao Kỳ đã làm gì có lỗi với đất nước Việt Nam? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video ngày hôm nay. Cuộc đời chính trị và binh nghiệp của tướng Nguyễn Cao Kỳ chắc hẳn nhiều người sống ở miền Nam trước năm 1975 đều biết. Tuy nhiên, phía sau cuộc đời ông còn nhiều điều bí ẩn khiến nhiều người tò mò muốn khám phá. Tướng Nguyễn Cao Kỳ sinh năm 1930, quê ở Sơn Tây, Hà Nội ngày nay. Ông Nguyễn Cao Kỳ là tay chơi nức tiếng mà ai cũng biết. Ông chơi trội tới mức dùng cả máy bay trực thăng riêng đậu trên sân thượng của khách sạn Caravelle để tỏ tình, cầu hôn cô tiếp viên hàng không Đặng Tuyết Mai, rồi đưa bà đi ăn tối ở Singapore, ăn sáng ở Đà Lạt. Bà Đặng Tuyết Mai sau này trở thành phu nhân và là mẹ của MC nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau khi cưới được vài tuần, vị tướng không quân này trực tiếp nhận nhiệm vụ bay vượt qua vị tuyến 17 để ném bom miền Bắc. Trong phi vụ ấy, máy bay của tướng Kỳ bị trúng đạn phòng không nhưng may mắn thoát chết. Khi trở về, ông lấy luôn đầu đạn đã ghim vào ghế lái của mình để mang về tặng người vợ mới cưới. Mang hàm tướng và là chính khách nhưng tính cách đặc võ biền của ông, trong cách ứng xử không ít lần được người dân bàn tán nhau nơi quán xá vỉa hè, nhiều chuyện trở thành giai thoại được chính ông kể lại trong một số bản hồi ký được xuất bản. Tư lệnh không quân. Ngày 30 tháng 1 năm 1964, ông Nguyễn Cao Kỳ tham gia cuộc chỉnh lý nội bộ Hội đồng Quân nhân do Trung tướng Nguyễn Khánh lãnh đạo. Ngày 12 tháng 3 năm 1964, ông chính thức được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Không quân. Sau một tháng, vào ngày 8 tháng 4, ông được thăng cấp chuẩn tướng tại nhiệm. Là một trong nhóm các đại tá đầu tiên được phong cấp chuẩn tướng theo quy chế mới của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa do tướng Nguyễn Khánh đề ra vào năm 64. Ngày 31 tháng 7 cùng năm, ông kiêm thêm chức vụ chỉ huy trưởng Không đoàn 83 đặc biệt, tức Biệt đoàn 83 Thần Phong. Gần 3 tháng sau, ngày 21 tháng 10, ông được thăng cấp thiếu tướng tại nhiệm. Trong vòng có hơn 6 tháng, ông được thăng 2 cấp. Sáng ngày 8 tháng 2 năm 1965, ông đã chỉ huy 24 phản lực cơ của phi đoàn Bắc Tiến 516, vượt vị tuyến 17 dạo oanh tạc Hồ Xá và chấp lễ ở Cồn Cỏ, Vĩnh Linh, Quảng Bình. Mở đầu cho chiến dịch Bắc Phạt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hơn một tháng sau, ngày 14 tháng 3, lúc 2 giờ chiều, ông chỉ huy phi đoàn nói trên ra miền Bắc oanh tạc căn cứ đội 4 hải thuyền tại Hồ Đảo, Quảng Bình. Trong giai đoạn suy tàn của chế độ xã hội cũ, các cuộc đảo chính diễn ra liên miên, lực lượng quân sự lúc này được củng cố và có chỗ đứng nhất định. Từ một ông lớn trong sân chơi quân sự với tư cách là ủy viên của Hội đồng Quân nhân Cách mạng, Tư lệnh Không quân Nguyễn Cao Kỳ đã có những bước tiến mới về chính trị. Nhất là sau khi Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Ngọc Thơ bị buộc từ chức để giao lại quyền cho phe quân nhân. Chính quyền mới thành lập Hội đồng Quân lực, quy tụ nhiều tướng trẻ, vị trí của ông Kỳ càng được củng cố. Sau khi tướng Nguyễn Khánh lên làm Thủ tướng, độc tài nắm hết các vị trí trọng trách của quốc gia, nên dưới trướng có nhiều người phản động và ra sức chống đối. Vốn được lòng các tướng lĩnh từ trước, lúc này Nguyễn Cao Kỳ trở thành gương mặt sáng giá nhất trong Hội đồng Quân lực. Trong các năm 1964-1965, có nhiều sự kiện xảy ra khiến cho phe quân nhân cầm quyền một mặt phải vỗ an dân chúng, đồng thời còn phải đối phó với những cuộc bạo loạn của quân đội. Ngoài những cuộc biểu tình phản đối của dân chúng, phía quân đội xảy ra những cuộc âm mưu đảo chính của hai tướng Dương Văn Đức và Lâm Văn Phát và của đại tá Phạm Ngọc Thảo. Chính ông đã đứng ra vừa dàn xếp vừa gây áp lực với các sĩ quan cầm đầu mới dẹp yên được hai vụ âm mưu bạo loạn nói trên. Tướng Khánh phải từ chức thủ tướng sau khi ở ngôi vị này chưa đầy một năm. Tham chính với công vị thủ tướng. Sau sự thất thế nhanh chóng của tướng Dương Văn Minh và tướng Trần Thiện Khiêm, hai tướng trong bộ ba Khánh Minh Khiêm
và của chính phủ 3 tháng Phan Huy Quát. Hội đồng quân lực chủ chốt là hội đồng tướng lãnh, quyết định đứng ra tổ chức lại bộ máy hành pháp và lãnh đạo quốc gia. Các vị trí then chốt của chính quyền mới được bầu và ra quyết định trong Đại hội đồng quân lực. Đại hội gồm 50 viên tướng đại diện cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họp tại trại Phi Long trong khuôn viên của Bộ Tư lệnh Không quân ở sân bay Tân Sơn Nhất trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 năm 1965. Về bộ máy hành pháp, ông Nguyễn Cao Kỳ được Nguyễn Văn Thiệu đề cử vào chức vụ chủ tịch và được các tướng lãnh nhất trí cao trong cuộc họp, nên sau đó ông làm chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tức là Thủ tướng Chính phủ. Về bộ máy lãnh đạo quốc gia, trong cuộc họp hội đồng cũng lập ra Ủy ban lãnh đạo quốc gia và nhất trí cử Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch, tức quốc trưởng. Từ năm 1965 đến năm 1967, ông tham gia các sự kiện nổi bật sau đây. Ngày 6 tháng 2 năm 66, ông cùng với Trung tướng Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh Honolulu thuộc Hawaii, tiểu bang hải ngoại Hoa Kỳ trên Thái Bình Dương, từ ngày 7 đến ngày 8 bế mạc. Ngày 14 tháng 3, ông cho lập pháp trường cát tại đầu đường Hàm Nghi, cạnh sở Hỏa Xa trước vườn hoa chợ Bến Thành, để xử bắn tử tội Tạ Vinh, một hoa thương chợ lớn về tội danh lũng đoạn nền kinh tế, đầu cơ tích trữ, chuyển ngân bất hợp pháp và hối lộ. Ngày 23 tháng 10, ông cùng Trung tướng Thiệu hướng dẫn phái đoàn gồm 14 người lên đường tham dự hội nghị tối cao Manila từ ngày 24 đến 26 tại Philippines. Ngày 19 tháng 3 năm 67, cùng với Trung tướng Thiệu hướng dẫn phái đoàn lên đường tham dự hội nghị quân sự với Tổng thống Lyndon Johnson tại Guam từ ngày 20 đến 21 tháng 3 bế mạc. Cuối tháng 2 năm 66, tại khu vực lãnh thổ vùng 1 chiến thuật, xảy ra sự kiện đấu tranh của Phật tử, chủ yếu trên địa bàn hai điểm Thừa Thiên và Đà Nẵng, được gọi là vụ biến động miền Trung. Trong vụ việc này, chính ông là người đưa ra quyết định cứng rắn đàn áp cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Trung và mưu toan ly khai của Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, lúc đó đương nhiệm là tư lệnh quân đoàn 1 và vùng 1 chiến thuật. Một thời gian ngắn sau đó, tướng Thi bị buộc rời khỏi Việt Nam để đi sống lưu vong vĩnh viễn ở Hoa Kỳ. Vai trò Phó Tổng thống. Giữa năm 1967, với tham vọng tại chính trường, tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ tham gia tranh cử chức Tổng thống chính quyền Sài Gòn cùng liên danh với luật sư Nguyễn Văn Lộc là ứng viên Phó Tổng thống. Tuy nhiên, dưới sự tác động của Hội đồng Tướng lãnh, buộc ông phải liên danh với các tướng lĩnh để đảm bảo sự đoàn kết trong quân đội. Do đó, tình thế đảo ngược, Nguyễn Cao Kỳ liên danh với Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu. Ông chấp nhận làm ứng viên Phó Tổng thống, còn Nguyễn Văn Thiệu ứng cử chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 1 tháng 9 năm 67, ông từ nhiệm chức vụ Thủ tướng trong Ủy ban Hành pháp Trung ương. Ngày 3 tháng 9, liên danh của ông và tướng Thiệu đắc cử Phó Tổng thống và Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, nhiệm kỳ 1967-1971. Ngày 31 tháng 10, ông nhậm chức Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 7 tháng 12, ông hướng dẫn phái đoàn gồm 6 nhân viên và 40 chuyên viên lên đường sang Pháp tham dự hòa đàm Paris. Về lý do rút lui trong cuộc bầu cử tranh nhiệm Tổng thống của Nguyễn Cao Kỳ là chuyện ai trong hội đồng quân sự cũng biết. Chính bản thân ông cũng nhiều lần nhắc lại trong cuốn hồi ký của mình hay trong các bài phỏng vấn của một số cựu sĩ quan cao cấp của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Vốn là gương mặt sáng giá để ngồi vào vị trí Tổng thống, lại là đề cử duy nhất của khối quân sự. Không ai nghĩ Trung tướng Thiệu sẽ lại đứng ra ứng cử, tranh cùng với ông tại chính trường. Ngay cả khi trong hội đồng tướng lĩnh có đến hai nhân vật tranh cử, thì ông Kỳ vẫn nhận được nhiều tín nhiệm từ các quân nhân tướng lĩnh. Đến các tỉnh trưởng cũng dành sự hậu thuẫn cho ông vượt trội so với tướng Thiệu. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Thiệu đã có sự bứt phá ở giai đoạn quyết định của cuộc đua khi giành được sự ủng hộ của hai thế lực chính trị là Công giáo miền Nam và Chính phủ Hoa Kỳ. Rõ ràng có được lá phiếu của Chính phủ bảo trợ là cầm chắc trong tay phần thắng của cuộc bầu cử. Ông chấp nhận tham gia liên danh tranh cử Thiệu Kỳ với vai trò là ứng viên Phó Tổng thống. Lời tuyên bố của ông khi việc chọn ứng viên quân đội chưa ngã ngũ: "Tôi sẽ trở về làm sếp không quân như cũ." Thường được trích dẫn với ám chỉ rằng đó là sự đe dọa sẽ gây khó dễ bằng các biện pháp quân sự nếu ông không thắng trong cuộc bầu chọn ứng viên. Lần bầu cử năm 1967, liên danh Thiệu Kỳ thắng cử với chỉ trên 30% số phiếu và khoảng cách không vượt trội so với cặp đôi đứng sát sau. Từ năm 1968 trở đi là giai đoạn ông bị gạt ảnh hưởng ra khỏi các vị trí quan trọng trong chính quyền. Các tùy tùng thuộc nhóm của ông bị thải loại dần,
chuyển sang vị thế đối lập với ekip của Tổng thống Thiệu. Sau khi mãn nhiệm kỳ 1967-1971, trung tuần tháng 6 năm 1971, ông nạp đơn ứng cử Tổng thống, nhiệm kỳ 1971-1975. Đứng chung liên danh với ứng viên phó là luật sư Trương Vĩnh Lễ, cựu chủ tịch Quốc hội lập pháp thời đệ nhất Cộng hòa. Tuy nhiên, đến ngày 23 tháng 8, ông rút đơn không tranh cử nữa. Sự thật là trước cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới 1971-1976 diễn ra ở miền Nam Việt Nam, thì đương kim tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không chọn ông Kỳ làm ứng viên phó tổng thống nữa, mà chọn Trần Văn Hương vào liên danh tái ứng cử. Đồng thời qua hội đồng bầu cử, Thiệu cấm Nguyễn Cao Kỳ ra ứng cử tổng thống. Do đó, sau khi liên danh với luật sư Trương Vĩnh Lễ, thì ông Kỳ buộc phải rút lui trước nhiều sức ép. Liên danh 2 do ông Dương Văn Minh đứng đầu ra tranh cử tổng thống với liên danh 1 của Thiệu. Nhưng đến giờ chót, đánh giá thế nào Thiệu cũng gian lận bầu cử, nên sau khi tham khảo ý kiến của Phạm Xuân Ẩn, thì ông Minh rút tên, Thiệu trở thành độc diễn trong cuộc bầu cử. Bước ra khỏi cuộc bầu cử, mâu thuẫn giữa Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Văn Thiệu càng trở nên gay gắt khi chính ông Kỳ công khai nói đây là trò hề chính trị mà Thiệu độc diễn. Ngay cả khi phe của Thiệu chiến thắng với số phiếu đến hơn 90%, thì Nguyễn Cao Kỳ vẫn hiếu chiến đứng lên tỏ thái độ bất đồng quan điểm với phe cầm quyền. Lưu vong. Trong nỗ lực cuối cùng, Nguyễn Cao Kỳ phát biểu trước khoảng 6.000 người Thiên Chúa giáo hữu khuynh vào xế trưa ngày 25 tháng 4 năm 75 về chuyện phòng thủ Sài Gòn, rằng ông sẽ ở lại Sài Gòn và chiến đấu cho tới chết. Những kẻ chạy theo Mỹ là hèn nhát. Phụ nữ và trẻ con sẽ được gửi đi đảo Phú Quốc. Dân Sài Gòn sẽ ở lại chiến đấu. Ông còn tuyên bố Sài Gòn sẽ trở thành một Leningrad thứ hai, nơi đã cầm cự 900 ngày trong vòng vây hãm. Việc phân phối vũ khí sẽ làm ngay, mọi người nên ở lại Sài Gòn. Nhưng đời đúng là không như mơ, khi mọi chuyện đi xa hơn dự tính của ông. Nhận thấy tình thế không thể cứu vãn nổi, trước giờ phút sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, ông là một trong những tướng tá đầu tiên sắp xếp các cuộc di tản sang Thái Lan. Trước đó, ông cũng lo cho gia đình của mình sang Mỹ trên chiếc máy bay quân sự cuối cùng của Mỹ tại Việt Nam. Sáng ngày 29 tháng 4, ông cùng với tướng Ngô Quang Trưởng trực tiếp lái trực thăng của mình từ Bộ Tổng Tham mưu bay ra hàng không mẫu hạm Midway để di tản ra ngoại quốc, trở thành kẻ hèn nhát, bỏ lại sau lưng những lời thề hứa chiến đấu quyết tử mà ông từng hùng hồn tuyên bố trước đó 4 ngày. Khi sang đến Hoa Kỳ, ông lần lượt định cư qua các nơi Fairfax, bang Virginia, New Orleans, bang Louisiana, Seattle, bang Washington State, Hacienda, Head, bang California và Houston, bang Texas. Theo lời tự thuật của ông về báo chí trong những lần trở về Việt Nam, ông kiếm sống bằng cách đi làm thuê trong hơn 10 năm đầu sống trên đất Mỹ. Với nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là không quân, tướng Kỳ được quý mến vì trực tính, trong sạch và đối xử tốt với thuộc cấp. Với các cố vấn Mỹ đến giúp miền Nam, ông chứng tỏ mình không phải là một người dễ bảo và việc Mỹ ảnh hưởng sâu vào nội bộ chính trị miền Nam làm ông bực mình không ít. Mặc dù do ông Nguyễn Cao Kỳ trước đó đã từng có mâu thuẫn về lời nói và hành động, nhưng với tính cách phóng khoáng, võ biển của con nhà lính nên ông vẫn được lòng nhiều người Việt tị nạn. Phát biểu thiếu đắn đo lên án những sĩ quan, tướng tá bỏ trốn di tản là hèn nhát, nhưng mấy ngày sau ông cũng lái trực thăng ra hạm đội để lên tàu qua Hoa Kỳ, hay từng chê bai nước Mỹ không còn nước chè, nước vối, khác biệt về các món ăn với Việt Nam của ông, không còn mấy ai nhớ và bận tâm. Người ta nhớ đến và nhắc về hình ảnh của vị phó tổng thống đã cùng sống chung với đồng bào trong các trại tị nạn, chứ không như nhiều tướng lĩnh khác phải vội vàng rời trại ngay vì những sự bất bình của mọi người. Ông được cư xử như những người đồng hương khác, cùng ngủ lều, xếp hàng ăn cơm tị nạn, thậm chí còn lên kế hoạch tìm nông trại để giúp định cư người Việt trong giai đoạn đầu. Sau tháng 4 năm 75, nhiều tổ chức kháng chiến phục quốc ra đời trong nước và có nhắc đến tướng Nguyễn Cao Kỳ là người đứng sau yểm trợ dù ông đang sống ở Mỹ. Những người vượt biển cho biết vào giai đoạn đó tên tuổi ông vẫn còn là một huyền thoại. Thực tế tại hải ngoại, ông Kỳ mở tiệm bán rượu ở miền Nam California một thời gian. Không thành công, ông khai phá sản, rồi mua tàu đánh tôm cá để kinh doanh. Năm 1992, khi Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu từng bước tiến tới quan hệ song phương, trong một diễn văn đọc tại câu lạc bộ không quân và hải quân Hoa Kỳ, vùng San Diego,
ông đã lên tiếng ủng hộ việc bỏ cấm vận và ban giao, gây xôn xao và ông bị lên án là phản bội Tổ quốc và đồng đội. Một số người biểu tình ném trứng thối, cà chua và hình nộm của tướng Kỳ. Không dừng lại ở đó, ông còn là một trong những vị tướng hiếm hoi có dịp trở về quê hương. Tất nhiên, hành động đó của ông lại một lần nữa bị cộng đồng hải ngoại lên án ghê gớm. Đáp trả lại, ông cũng tuyên bố không hề lo ngại những nhóm thiểu số người Việt hải ngoại chống đối chuyến trở về Việt Nam của ông. Bởi ông cho rằng mình không hề làm sai khi hướng tâm hồn về đất nước. Chuyện một số người Việt ở hải ngoại Việt Nam có một thể chế dân chủ như ở Hoa Kỳ là điều rất sai lầm, vì dân chủ kiểu đó không phù hợp với thực trạng Việt Nam lúc này. Ngoài ra, những nhóm người đó cũng không đủ sức hại ông, và Nguyễn Cao Kỳ nói được rằng số mạng của ông rất cao vì ông là con cầu tự tại chùa Hương và đã từng vào sinh ra tử. Thậm chí ông còn chuẩn bị cho ấn hành tập hồi ký con cầu tự tại Việt Nam. Thiện chí đó khiến ông được xem như một biểu hiện của hòa giải, gác bỏ hận thù quá khứ. Trước đó, ông cũng công bố một số bài viết, phần nhiều là trước năm 2000, về chiến tranh Việt Nam, chẳng hạn như những bài phân tích và mô tả binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa không thể hoàn toàn thích nghi về lối huấn luyện, lối trang bị vũ khí tốn kém và đắt tiền kiểu Mỹ, cũng như cách thức tiến hành chiến tranh theo kiểu nhà giàu. Ông cũng phê phán sự phụ thuộc thái quá của miền Nam trên hầu như tất cả mọi phương diện, vào người đỡ đầu của họ là chính phủ Hoa Kỳ. Chúng ta đều biết rằng sau khi miền Nam được giải phóng, nước nhà thống nhất, nhiều người trong chế độ cũ đã trở lại trong lòng dân tộc. Họ được sử dụng theo khả năng và sở trường. Không ít người đã được tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, công tác trong các cơ quan nhà nước, thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương cho đến địa phương. Không thể phủ nhận rằng, với những gì đã làm sau ngày trở về Việt Nam, ông Nguyễn Cao Kỳ được lòng rất nhiều người Việt yêu chuộng hòa bình khắp nơi, thậm chí ông còn được tiếp bởi nhiều chính khách trong nước.